Mày lên Sài Gòn cẩn thận nha Tám. Nghe nói dân trên đó người ta lừa gạt nhau lắm á. Trời ơi, anh làm như em là con nít trong bằng á. À, mắc dạy, mày biết ai nói chuyện với ai không? Nó chưa nghe danh Tám Sà Ben quận tư. Ây da. Nói thật nha mày, ở trên đây một mình tao lo cho mày lắm đó Tám. Toàn là Lý Thông không à, ghê quá. Không thể nào cướp được, mà chỉ có thể đến từ con tim. Mày thích coi phim sến lắm phải không? Cái môn phái này nó lạ lắm. Mày thấy tỉnh nhưng mà thực ra đang động. Ôi yên, đang động á nhưng thực ra là rất tỉnh. Đánh mà như không đánh, không đánh mà như đánh. Mày hiểu không? Giờ học võ rồi, chẳng giấu luôn con nhỏ con của thầy luôn đi. Làm gì đi bậy? Tại sao ông gạt tôi không chính? Em là Tám. Anh ơi, chạy đi, đừng làm tôi phân. Tâm.